Kính thưa quý vị, đây là chiếc ghế massage Luraco được sản xuất tại Hoa Kỳ. Cô xuống công viên Thủy Vân, phố Vansa TV, California để order chiếc ghế này để tặng bố mẹ mình tại Sài Gòn. Chúng tôi đang chuẩn bị ship về Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn chị Thủy Vân cùng quý vị đã ủng hộ cho Luraco.